Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với series hoa bột. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một bông hoa cánh dài. Bông hoa này đã rất là phổ biến rồi, nhưng hôm nay mình sẽ làm góc mà không làm 1 phần 2 hay là làm 3 phần 4 bông nhé. Cách tán cánh dài thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không ạ? Mình vẫn sẽ nói sơ qua. Khác với cả cánh giọt lệ thì chúng ta sẽ lấy cục bột và đặt sớm hơn, ướt hơn để mình có thể kéo những cái cọng cánh nó dài, nó mềm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện những cái cánh nào mà to nhất, dài nhất đầu tiên. Mình sẽ lấy cục bột khá to một chút, đặt ở phần gần đầu móng này và kéo dần lên gốc móng, kéo dần lên chân móng. Sau đó chờ cánh hoa xe mình mới tán để cho cánh hoa của chúng ta được sắc nét. Mình sẽ kéo cái đầu dài trước, sau đó tán hai bên hông sau. Đối với bông hoa này mình không cần phải làm quá tròn đều nhau, mình cần độ mềm mại mọi người nhé. Các bạn có thể làm hoa trắng hoặc là mình sẽ om thêm màu từ bên trong cánh ra để cho cánh có chiều sâu cũng được. Màu này hơi nhạt nên mình sẽ lấy cục bột to một chút xíu nhé. Hơi sáng quá một bên. Tiếp theo đến cánh thứ hai, chúng ta sẽ lấy nhỏ cái phần bột lại một chút. Và đặt cao hơn vị trí ở cánh thứ nhất. Cách ra một đoạn để cái đoạn này lát nữa mình sẽ chồng tầng vào nhé. Cách ra một xíu thôi, mọi người đừng để thưa quá. Nếu mà để thưa quá lúc mình chồng tầng ấy, nó sẽ bị lõm cái cánh xuống. Chờ xem một tẹo nào. Đầu cánh trước ạ, sau đó hai phần hông sau. Ở cánh thứ 3 thì mình sẽ lấy cục bột nhỏ hơn chút nữa. Vì là làm góc nên là mình đổ dần lên trên nhé mọi người. Cánh này mình sẽ đặt đây, đặt vị trí này. Mọi người đừng đặt dài này. Khi đặt ở vị trí này nó sẽ bị song song với cánh đầu tiên, đặt cao lên. Tại vì mình còn cái bước mình kéo đầu cánh mà đúng không ạ? Kéo vào cùng một tâm cho mình nhé. Đó, kéo đầu cánh xuống này. Mọi người hiểu lý do vì sao nãy em bảo không đặt đây không ạ? Vì nếu mà mình đặt ở vị trí này, khi kéo đầu cánh xuống, hai cánh nó sẽ bằng nhau. Thán hai hông sang, sao cho nó chồng lên cánh trước một xíu, nó tự nhiên. Và lưu ý mọi người đừng vút nhọn cái đầu nhé. Mọi người hay vút nhọn cái đầu mà kiểu bị bẹp ra ấy, thì nó xấu hẳn cái bông hoa đi ấy.
Đối với phần form thì mọi người nhớ vỗ vào form giúp mình để tránh bị phình form quá nhiều nhé. Và tiếp tục ombre cánh. Các bạn có thể chọn cái màu cùng với màu nền để ombre cánh hoặc đậm hơn một chút cũng được. Ở đây vì đang làm thiên theo tự nhiên nên là mình sẽ làm cùng với tông một chút nhé. Ở đây mình sẽ chồng tầng ở đây, chồng tầng giữa hai cánh. Kéo vào tâm. Một lưu ý nữa, một mẹo nữa cho mọi người có thể tán cái cánh này đẹp là mọi người sẽ chờ thật se. Tán nó luôn khi còn ướt, nó rất dễ bị trôi bột vào khe và không được sắc cánh. Đó, mọi người thấy không ạ? Nhẹ nhàng hơn so với mình tán cánh ở tầng dưới nhá, để cho nó đỡ dễ bị lọt vào khe này. Hai bên này, lấy đâu bút này, đẩy bột dịch ra. Đẩy bột dịch ra. Chỗ này màu trắng mọi người có khó nhìn không? À đây, được rồi. Và cũng ôm cánh bằng màu xanh min. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một cái cánh nhỏ xíu xíu ở đây nữa để hoàn thiện cái bông hoa này của mình nhé. Rồi ạ, cánh hoa cuối cùng của mình đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước đính đá, đính vào góc này. Thì mình có thể cho bông hoa của mình nó long lanh thành ngón tay của mình, nó sẽ đẹp hơn nhá. Và mọi người nhìn rõ bông hoa không ạ? Che bớt ánh sáng. Và lưu ý khi làm hoa hay là bất cứ làm cái gì mà mình muốn đính đá ấy, mình phải chừa lại một góc. Vì đá của mình nó có cái độ gồ cao lên, nếu mọi người không chừa lại thì khi mình đính sẽ bị chườm ra khỏi phần form móng rất là xấu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đính đá nha. Mình có thể mix các size đá với nhau. Màu này có vẻ là không đủ size. Khi đính đá thì chúng ta sẽ mở hết tất cả các size ra để trừ cái trường hợp, tránh cái trường hợp mà đang đính lại phải mở cái ô khác ra, rất dễ làm rơi đá nhé. Sử dụng keo mấy bon hoặc là keo bê tông hoặc bột clear đều được. Và
Và lưu ý nữa, cái nào mình cũng nhắc, ở video nào mình cũng nhắc là mọi người nên sử dụng các size đá khác nhau, mix size to nhỏ khác nhau, không nên đính một size. Mình có thể mix cả bi, mình có thể mix lẫn bi nhé mọi người ơi. Đã trai nha. Một đá trai nhỏ xinh. Khi có bột clear bị lem lên trên mặt đá thì mọi người có thể lấy một chút lưu hình vào cái cọ và lau sạch cái mặt đá đi. Khi lấy bi lên thì thường rất nhiều bi dính vào trong cái cọ này, mọi người đừng có tập trung vào gỡ nó ra nhé, làm mất thời gian và nó khô clear. Ok, nồi bông hoa của chúng ta đã hoàn thiện. Mọi người ngắm một chút nhé. Mình có thể để ngược lại để mọi người có thể nhìn rõ bố cục hơn này. Đó. Để góc này hơi sáng quá đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người thành công và xin gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.